Đây là vườn cây của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Rất là đa dạng, phong phú. Những sản phẩm thì liên tục mới, liên tục có những chương trình ưu đãi khách hàng. Xin chào anh em bà con nha. Bác xem qua khu trưng bày một chút này. Phục vụ bà con tới tận chân răng luôn này. Cả những cây này và những cái khay chậu cũng rất là đa dạng. Đây giới thiệu với anh em một cây hoa hồng Nhật Bản nhé. Hoa hồng Nhật Bản này, quanh là được 10 này, chiều cao là được 4-5 này. Xem cái hồng Nhật với hồng ta nó khác nhau nào. Nó có khác nhau này. Ba củ anh em nhá. 3 triệu cây hoa hồng này các bác nhá. Xem hoa của nó này. Nụ này. Đẹp hay xấu là do cái cảm nhận của từng người. Nhưng hoa hồng Nhật Bản là cái loại hoa cũng rất là ít ở trên thị trường Việt Nam. Nếu bác nào cảm thấy muốn bổ sung thêm cho bộ sưu tập của mình thì mang cái này về. Sam trái. Tổng dáng đẹp tự nhiên, tán mịn. Cái này cũng thuộc hàng là đẳng cấp đây. Ủa, hàng đi thi đấu được rồi. Trái ra rất là nhiều. Dạ cây. Đó anh em một chút nhá. Hoành nó được 17 bác Huân ạ. Hoành 17. Chiều cao từ mặt chậu lên đến là 33. Tàn là được 60. Cây này em báo với anh em là 9 triệu đấy. 9 triệu cây sam trái này các bác nhá. Bệ dễ được này. Cái này cái mộc lan này sờ vào đã thơm, sờ vào thân đã thơm. Đấy, đi xem. Thơm thật. Hàng hiếm đây. Đây là cây mộc lan nha. Mộc lan anh em ạ, giới thiệu với anh em một chút cây mộc lan Nhật Bản. Hoành là 37. Hoành 37. Chiều cao là 36. Tàn là 57. Hàng quý hiếm này. Mộc lan anh em nhé. Hoa mộc lan. Sờ vào thân nó thơm rồi. Cái nụ của nó này. Nụ này. Với anh em 8 triệu nhé. 8 triệu cây này các bác nhé. Đây cũng là cây ít gặp này. Bệ dễ được này. Cây trà. Đây là trà bonsai Nhật Bản này. Quay anh em cái bộ rễ này. Nguyên bản cả chậu này. Tất cả từ Nhật vẫn nguyên bản nha. Về Hiệp chỉ có bổ sung thêm một tí đất này. Có nên đi trên máy bay nó bị sóng ra mất này. Bổ sung thêm đất của Nhật này. Đây có bộ bậy đẹp. Đó anh em này. Hoành là được 18 này bác Huân này. Hoành 18. Chiều cao là 50 này. Tàn là được 65 này. Trà bonsai Nhật Bản. Năm nay thì chưa có cái nụ nào anh em nha. Năm nay là vừa rồi nào anh em đã bấm bỏ hết nụ để cho nó khỏe cây. Vẫn đang nhau đầy nụ này. Và đây cái nụ non mới ra này. Qua xem nhé. Và cái lá cây trà này cũng rất đặc biệt. Lá xanh xen lẫn những cái lá màu vàng rất là đẹp này. Cẩm thạch nhá. Giá báo anh em cây này là 8 triệu. 80 triệu cây trà này nhá. Cây rất là đặc biệt. Hàng hiếm đây.
Đây có chút để khoe anh em một chút đây. Đây một cái trà bonsai nhá anh em nhá. Tuổi đời là năm nay là được 45 năm như các bác cái báo về này, 45 năm này. Đấy, bác Huân quay thật kỹ mà. Những cái nụ của nó này. Nụ đang ra rất là nhiều các bác nhá. Hoành nó được 27 bác Huân nhá. Hoành là 27. Đo chỗ bình thường nhất này xem bao nhiêu. Đo chỗ bình thường nhất là 25. Gọi là 25 cm này. Hàng bonsai này. Chiều cao là 60 này. Tàn là 62 này. Chậu Đồng Nai này. Cái này về là Trần Hiệp thay vào cái chậu nhé. Cái chậu đi trên máy bay về nó bị vỡ. Hàng Đồng Nai. Cây thì của Nhật. Cây của Nhật xịn rồi. Chậu thì của Việt Nam. Cũng hơi tiếc cái chậu. Nó vỡ mất chậu thì máy bay về vỡ mất chậu. Chân vệ đẹp này. Chân đẹp lắm. Cây cũng dạng luồn lực. Các bác xem những cái vết giật của nó này. Cũng đã được làm giật tạo độ côn các bác nhé. Mà cái chỗ này nó sùi ra rất là hay này. Cây hoa trà có lẽ là ở chợ thì rất là nhiều. Mua có thể một lúc hàng 100 cây được. Nhưng những cây như thế này thì không có duyên không mua được đâu. Đi tìm cũng hơi khó tìm. Mười sáu củ nhé. 16 triệu cây này các bác nhé. 16 củ. Ok. Giới thiệu anh em đây là một cặp mà đôn chậu nhá. Đây là một cái chậu giải quạt này. Bề rộng của nó là phủ bì là 70 này. Chiều cao là 44 này. 34 này. Giá của cái chậu này là 2 triệu nhá anh em. 2 triệu này. Cái đôn ở dưới đây là 5 triệu nhá. Đôn dưới 5 triệu mình sẽ đo cho anh em chiều cao nhá. Chiều cao là 90. Đường kính rộng là 55. Đường kính rộng 55, cao 90. Giá này là 5 triệu anh em nhá. 5 triệu này. Đôn này của nó là 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2. Đôn 2 triệu 2 đấy nhá. Vâng. Đây là đôi nọ hoa tàu giả cổ. 2 triệu một chiếc này. Cái này men dạng giả cổ nhá. 2 triệu. Một cặp nó đã 4 triệu. Đây là nọ hoa này. Hàng trang trí Tết đây. Rất là đa dạng các bác nhé. Mẫu mã đa dạng. Các bác chọn cho mình một bộ về chơi Tết nhé. 3 triệu một chiếc này anh em. Đây cũng là men dạng giả cổ này. Giả cổ Trung Quốc 3 triệu. Hàng Trung Quốc. Cả cái đôn này của nó nữa là thành 4 triệu rưỡi. Một bộ này. Bên này của nó nữa này. Cả chậu ở đôn này nó là 3 triệu rưỡi này. À 3 triệu này. Cái đôn rồng này đến 1 triệu rưỡi là 4 triệu rưỡi này. Tách ra từng mớn một này. 1,5 triệu một cái này này bác này. Từ đây trở nên là 3 triệu này. Lục bình tàu này. Hàng đẹp. Hàng này anh em chẳng mua thì mua hàng nào nữa. Giá có 2,5 triệu một chiếc. 2,5 triệu một chiếc. Bác xem kỹ cái chất men của nó này. Độ bóng của nó này. Hoa văn này. Đôn dưới là 3 triệu này. Đo cho cái đôn này. Chiều cao của đôn là được 60 bác hơn nhé. 3 triệu cái đôn này. Mấy cái này 2 triệu rưỡi là tổng. Cái này là 5 triệu rưỡi. Một bên kia nó một cặp nữa. 2m rưỡi hoặc 2m4 thì nó cao quá không đo được. Bác xem cái hoa văn của nó này. Xem chất men và hoa văn này. Đẹp chưa hết thôi. Bác xem từ xa lọ lục bình này. Anh Trần Hiệp là cao 1m7. Đang đứng với cái lọ lục bình.
Tôi phải lùi xa mới hết được này. 45 triệu một đôi anh em nhé. 45 triệu một đôi. Như vậy vào 22 triệu 500 nghìn một chiếc. 45 triệu một đôi. Nếu mua một chiếc thì hợp tác xã có bán không? Có chứ, một chiếc bán. Một chiếc bán. Sản phẩm của hợp tác xã thì rất là đa dạng. Nếu bà con nào muốn cho ngôi nhà của mình rực rỡ thêm trong dịp Tết thì hãy đến với hợp tác xã Hoa và Cây Cảnh Thăng Long. Xin chân thành cảm ơn.